Phương Liên Nguyễn Hoa Kiển xin kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì hôm nay đến với nhà vườn Đan Lê giao lưu hoa giới thành phẩm kép nha bà con. Đặc biệt thì nhà vườn giao lưu hôm nay là những cái cây lá cẩm thạch rất là đẹp luôn nha, ghép nhiều màu trên một phôi, siêu hoa và một số dòng lá vàng, hoa đỏ rất là đẹp. Xin chào online nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Chào Đan Lê. Dạ chào chú Liên và chào tất cả cô chú anh chị mình ha. Hôm nay thì con có một lô hoa giấy lá vàng và lá cẩm thạch rất là đẹp luôn ha. Thì xin gửi đến cô chú anh chị mình luôn. Rồi, bây giờ con sẽ đến cây mã số đầu tiên, mã số 1. Thì cây này của con đó chính là bao gồm là 5 giống lá vàng nha cả nhà ơi. Rồi, giống đầu tiên hiện có đó chính là Chi Cham Online, lá vàng bông đỏ ha, rất là đẹp, rất đang rất là hot luôn ha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, đến màu thứ hai thì cũng có đây chính là Golden Beat nha cả nhà. Golden Beat ha. Thì cái này đang lên bông nè, bông nó có nó màu cũng rất là đẹp luôn. Màu thứ ba thì cũng có đó chính là cẩm thạch chiều tím lá vàng. Rồi, màu thứ tư thì đây thì cũng có đó chính là cam lá vàng nha cả nhà ơi. Và màu thứ năm thì đó chính là hồng gân lách va, đột biến lá vàng nha cả nhà. Đó thì cái này nó có đốm đốm xanh xanh là con mới xịt thuốc bệnh lá ha cô chú anh chị mình ơi. Đó. Rất cây này rất là đẹp luôn ha. Thì những cái dòng lá vàng này thì cần phải ở có một nơi thật là nắng thì lá nó mới vàng rực đẹp ha cô chú anh chị mình ơi. Cô chú anh chị mình chú ý ha. Rồi thì cây mã số 1 này con có hoành là 16 và chiều cao là 70 cm tính từ mặt chậu nha. Rồi cây này 5 màu 270k bao ship cho cả nhà luôn nha. Cây mã số 1 270k bao ship luôn. Rất là đẹp. Rồi. Tiếp tục đến mã số 2. Mã số 2 thì cái này con có đó chính là hai giống lá vàng nha cả nhà ơi. Hai giống lá vàng, giống đầu tiên hiện có đó chính là chiều tím lá vàng nè cả nhà. Còn thứ hai là hồng gân lách va nha cả nhà. Cẩm thạch hồng gân lách va. Rồi hai màu. Cây này rất cũng rất đẹp luôn, bộ đế rất đẹp luôn ha. Có hoành là 15 và chiều cao là 55 cm tính từ mặt chậu nha. Rồi cái này 230k bao ship cho cả nhà luôn nha. Bao gồm chiều tím và hồng gân lách va ha. Hoành 15, cao 55, 230k bao ship cho cây mã số 2. Rất đẹp. Rồi, tiếp tục đến mã số 3. Mã số 3 thì cái này có đó chính là 4 giống cẩm thạch. 4 giống cẩm thạch luôn ha. Giống đầu tiên thì cũng có đây, đó chính là Chi Cham Online. Chi Cham Online lá vàng bông đỏ. Rồi giống thứ hai thì cũng có đây là Malay lá vàng nha cả nhà. Malay lá vàng giống thứ hai. Và giống thứ ba thì cũng có đây là cái này đó chính là kim cương đỏ nha cả nhà. Kim cương đỏ ha, giống thứ ba. Ồ, vậy là cái đây còn đây là hồng gân lách va nha cả nhà. Cẩm thạch hồng gân lách va nữa là 4 nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn ha. Bộ đế cái này thì con có hoành là 16 và chiều cao là 65 cm tính từ một chậu nha. Rồi cái này 4 giống lá vàng, 260k bao ship cho cả nhà luôn nha. 260k bao ship luôn cho cây mã số 3. Đó. Rồi, tiếp tục đến mã số 4 nha cả nhà ơi. Rồi, mã số 4. Mã số 4 thì cây này con có đó chính là 3 giống cẩm thạch nha cả nhà. 3 giống cẩm thạch. Giống đầu tiên có đó chính là cẩm thạch chiều tím nè. Giống đầu tiên ha. Giống thứ hai có đó chính là Chi Cham Online nè cả nhà ơi. Đó, và giống thứ ba là hồng gân lách va đây, đang lên bông luôn nè. Còn nhánh này thì là đột biến hồng gân lách va lá vàng nè cả nhà, rất đẹp luôn ha. Đó, cây này cũng đang bút nụ rất là nhiều, rất rã luôn ha cả nhà. Rồi cây này cũng có hoành là 15 và chiều cao là 60 cm tính từ một chậu nha. Cây này 250k bao ship cho cả nhà luôn nha. 250k bao ship luôn. Bộ đế khá là ok ha cả nhà. Mã số 4. Rồi. Tiếp tục đến mã số 5. Đây, mã số 5 thì cây này cũng có đó chính là hai giống cẩm thạch nha cả nhà ơi. Hai giống cẩm thạch bao gồm đó chính là chiều tím lá vàng, đây này mông rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đó và mỗi hai thì cũng có đó chính là hồng gân lách va lá vàng. Rất là đẹp luôn. Rồi thì cây này cũng có bộ đế rất là cưng luôn ha cả nhà ơi. Có hoành là 15 và chiều cao là 60 cm tính từ một chậu nha. Rồi cây này 240k bao ship cho cả nhà luôn nha. 240k bao ship luôn cho mã số 5. Bộ đế rất là đẹp luôn. Rồi. Tiếp tục đến mã số 6 nha cả nhà. Mã số 6 này thì cũng có đó chính là cẩm thạch hồng gân lách va đột biến lá vàng nha cả nhà ơi. Hồng gân lách va đột biến lá vàng rất là đẹp luôn. Và giống này cũng rất là xiên bông nha cả nhà ơi. Rồi mã số 6 này con có hoành là 16 và chiều cao là 55 cm tính từ mặt chậu lên nha cả nhà ơi. Rồi cái bộ đế này cô chú anh chị về có thể đôn cao lên cho nó đẹp ha cô chú anh chị. 230k bao ship cho mã số 6 luôn nha. 230k bao ship luôn. Đó rất là đẹp. Rồi. Tiếp tục đến mã số 7. Mã số 7 đó chính cũng là Chi Cham Online lá vàng bông đỏ cả nhà. Giống rất là hot luôn ha.
Thì cây này cũng có hoành gốc là 14 và chiều cao là 55 cm tính từ một chậu nha. Rồi cây này 170k bao ship cho cả nhà luôn nha. Chỉ 170k bao ship tận nhà cho cô chú chị mình luôn nha. Rồi. Mã số 7. Rồi con tiếp tục đến mã số 8. Mã số 8 của con cũng là Chicha Malai của chú chị mình đây. Nó cái tược rất là dài luôn, rất cao luôn nè. Bông màu rất là đẹp luôn ha. Đó rồi. Thì cây này có bộ đế cũng khá là đẹp luôn. Có hoành gốc ở đây là 14 và chiều cao của nó là 80 cm tính từ một chậu, con đo lên tới hết tàn luôn cả nhà ơi. Rồi mã số 8 này con xin giao lưu cho cả nhà luôn, 220k thôi. Chỉ 220k thôi nha cả nhà ơi. Mã số 8 Chicha Malai. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục đến mã số 9 nha cả nhà. Mã số 9 thì cây này còn có đó chính là ba giống cẩm thạch. Ba giống cẩm thạch ha. Rồi, giống đầu tiên có đó chính là cái này là Monlai Javel nha cả nhà. Monlai Javel cũng lá vàng bông đỏ luôn. Rất là đẹp luôn ha cả nhà ơi. Và mẫu thứ hai thì cũng có đó chính là chiều tím lá vàng. Và mẫu thứ ba thì là Kelisa nha cả nhà. Kelisa mà vườn con thì nó lên bông trắng, hình như cũng kêu là trắng cẩm thạch đi ha. Đó, ô trắng lá vàng nha cô chú anh chị mình ơi. Trắng lá vàng nha. Rồi. Mã số 9 con có hoành là 18 và chiều cao là 55 cm tính từ một chậu nha. Rồi cái này ba giống lá vàng 250k bao ship luôn nha cả nhà. 250k luôn, hoành 18 cao 55. Rất ok. Rồi. Tiếp tục đến mã số 10. Mã số 10 thì cái này cũng có đó chính là hai giống lá vàng. Đầu tiên đó chính là cẩm thạch chiều tím lá vàng. Là màu đầu tiên, và thứ hai đó chính là Chicha Malai. Lá vàng bông đỏ rất là đẹp luôn. Rồi. Cây này con có hoành là 15. Hoành gốc ngay đây là 15 ha. Rồi, và chiều cao là 55 cm tính từ một chậu nha. Rồi cây này 230k bao ship cho cả nhà luôn nha. Cây mã số 10. 230k bao ship luôn. Cây này cô chú anh chị về mình có thể đôn đế lên được hay cô chú anh chị mình đây. Rất là đẹp. Chỉ 230k. Rồi, tiếp tục đến mã số 11. Mã số 11 thì cây này của con đó chính là cẩm thạch hồng gân lách va. Cẩm thạch hồng gân lách va đang lên bông này của chú anh chị, màu bông rất là đẹp luôn ha. Đó, và cũng rất là xiên bông luôn nha cả nhà ơi. Đó, cẩm thạch hồng gân lách va có màu vàng rất là đẹp. Rồi cây này có hoạch bộ hoành là hoành 13 và chiều cao là 60 cm tính từ mặt chậu nha. Cây mã số 11, 200k bao ship cho cả nhà luôn nha. Chỉ 200k bao ship cho cây mã số 11 thôi nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục đến cây mã số 12. Mã số 12 này thì cũng có đó chính là năm màu cẩm thạch. Năm màu cẩm thạch nha cả nhà ơi. Rồi màu đầu tiên thì cũng có đó chính là cam. Cẩm thạch cam nè, đang lên bông nè cả nhà. Và cẩm thạch đỏ lửa là màu thứ hai. Màu thứ ba thì cũng có đó chính là cẩm thạch phớt hồng nha cả nhà ơi. Rồi và màu thứ tư thì đây là cũng có cẩm thạch Milobatic. Và màu thứ năm đó chính là cẩm thạch cam cầu vồng nha cả nhà. Đang lên bông rất là đẹp luôn nè. Đó, và ở đây còn có một bo đó chính là cẩm thạch Vinbat nha, nhưng mà nó yếu quá thì còn không tính ha cả nhà ơi. Rồi thì cây này năm màu thôi. Năm màu, hoành của con có là 16 và chiều cao là 55 cm tính từ một chậu nha. 250k bao ship cho cả nhà luôn. 250k bao ship cho cây mã số 12. Đó. Rồi. Tiếp tục đến cây mã số 13 nha cả nhà. Mã số 13 thì cây này cũng có đó chính là bốn giống cẩm thạch luôn, đang lên bông rất là đẹp luôn nè cả nhà. Bốn giống bao gồm giống như sau, đó chính là tím Huế nè cả nhà ơi. Tím Huế là màu đầu tiên, màu thứ hai là ruby lửa nha cả nhà, và màu thứ ba là tím tím tuyết nha cả nhà, và màu thứ tư là tím lụa. Rồi thì ở đây nó còn có cái này nữa là pin bát, nhưng mà nó nhỏ quá thì còn cần dẫn không tính ha. Rồi thì cái này nó bốn màu nhưng mà chủ yếu thì nó chỉ có màu tím thôi, cho nên con cũng bán rẻ cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi mã số 13 có hoành là 15 và chiều cao là 60 cm tính từ một chậu nha. 4 giống 220k bao ship cho cả nhà luôn nha. 4 giống 220k bao ship cho cả nhà cây mã số 13 luôn. Bộ đế rất đẹp luôn nè cả nhà. Đó. Rồi. Con tiếp tục đến mã số 14. Mã số 14 thì cây này của con có chính là 6 giống cẩm thạch nha cả nhà ơi. 6 giống cẩm thạch luôn. Giống đầu tiên có đó chính là cẩm thạch ruby lửa là màu tiên. Mẫu 2 là cẩm thạch tím tuyết nha cả nhà. Màu thứ ba là cẩm thạch tím lụa nè cả nhà, màu lá rất là đẹp luôn. Màu thứ tư thì cũng có đây, chính là cẩm thạch snow tiger màu thứ tư. Rồi và màu thứ năm thì cũng có là cẩm thạch cam lửa, và màu thứ sáu là cuối cùng luôn, cẩm thạch đỏ lửa ha, rất là đẹp. Rồi
6 giống cẩm thạch nha cả nhà ơi. Rồi còn bồ đế cây mã số 14 này thì là có hoa là 15 và chiều cao là 60 cm tính từ một chậu nha. Rồi 6 màu 260k bao ship cho cả nhà luôn nha. 260k bao ship cho một cây mã số 14 luôn. Rất là đẹp. Rồi. Còn tiếp tục đến cây mã số 15. Mã số 15 thì cây này cũng có đó chính là 7 giống cẩm thạch nha cả nhà ơi. 7 giống cẩm thạch bao gồm những giống như sau. Thì giống đầu tiên có đó chính là Snow Tiger, là giống đầu tiên nè, bông rất là to luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi giống thứ hai là Milo Batis, rất là xiên bông và màu bông rất là đẹp luôn ha. Giống thứ ba thì là cẩm thạch thỏ lửa nha cả nhà ơi. Rồi màu thứ tư thì là cẩm thạch tím tuyết, và màu thứ năm thì cũng có đó chính là cẩm thạch cam lửa nè. Màu thứ sáu là cẩm thạch bin bát, màu thứ bảy thì cũng có đó chính là cẩm thạch ruby lửa nha cả nhà đó. 7 giống cẩm thạch nha cả nhà. Bộ đế này cũng rất là đẹp luôn, của chú anh chị mình về có thể đôn đế lên rất là ok luôn ha. Rồi cây này mã số 15, có hoa là 18 và chiều cao là 55 cm tính từ mặt chậu nha. Rồi cây này cũng xin giao lưu cho cả nhà luôn là 280k bao ship luôn. 280k bao ship cho cây mã số 15 luôn nha. Rồi. Tiếp tục đến mã số 16. Mã số 16 thì cây này cũng có đó chính là 4 giống cẩm thạch. 4 giống thôi. Thì giống đầu tiên có đó chính là cẩm thạch Milo Batis nha cả nhà, rất là xiên bông. Giống thứ hai này là cẩm thạch tím tuyết. Và giống thứ ba thì là cẩm thạch cam cầu vồng. Và giống thứ tư cũng là giống cuối cùng luôn, đó chính là cẩm thạch Binbat nha cả nhà ơi. 4 giống cẩm thạch trên một cây ha. Bộ đế cái này cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi cây này có hoành là 16 và chiều cao là 65 cm tính từ mặt chậu lên tới tàn nha cả nhà ơi. Rồi cây này cũng xin giao lưu cho cả nhà luôn, đó chính là 250k bao ship luôn. 250k bao ship cho cây mã số 16 luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó rồi. Mã số 16. Tiếp tục còn có đó chính là mã số 17. Mã số 17 thì cây này của con được ghép gốc nha cả nhà. Cái gốc cũng rất là ok luôn. Đó. Rồi. Cái gốc cũng rất là đẹp luôn ha. Gốc này nó có hoành 22 và chiều cao là 50 cm tính từ mặt chậu nha. Rồi cây này cũng có đó chính là 4 giống cẩm thạch luôn nha cả nhà ơi. Rồi giống đầu tiên cũng có đó chính là cẩm thạch cam cầu vồng nè. Giống đầu tiên nha. Và giống thứ hai là cam lửa nè cả nhà ơi. Và giống thứ ba cũng có đó chính là cẩm thạch đỏ lửa. Rồi và giống thứ tư là cẩm thạch chicha batis nha cả nhà ơi. 4 giống cẩm thạch trên cây luôn, đang lên bông rất là đẹp luôn nè cả nhà. Rồi thì cây này cũng xin giao lưu cho cả nhà luôn là 230k bao ship luôn. Đó ghép đế rất là đẹp luôn, 230k bao ship cho cả nhà luôn nha. Rồi mã số 17. Rồi. Tiếp tục đến mã số 18 nha cả nhà. Mã số 18 thì cây này cũng có đó chính là 5 giống cẩm thạch nha cả nhà. 5 giống cẩm thạch bao gồm những giống như sau ha. Đầu tiên thì cũng có đó chính là cẩm thạch rồng lửa nha cả nhà. Cẩm thạch rồng lửa là màu đầu tiên nè. Màu thứ hai thì cũng có đó chính là cẩm thạch cam cầu vồng là màu thứ hai. Và màu thứ ba là cẩm thạch tím huế. Màu thứ tư thì cũng có đó chính là cẩm thạch Sakura Pelican đây. Rồi và màu thứ năm thì cũng có đây, đó chính là cẩm thạch dưa hấu nha cả nhà, đang lên bông nè cả nhà, màu bông rất là đẹp luôn ha. Rồi và cái này còn có một bo đó nữa là vậy là cái này là màu thứ sáu nha cả nhà. Màu thứ sáu là cẩm thạch tím lụa. Và còn bên đây thì có cẩm thạch tím tuyết nha cả nhà. Đây nó nằm bên đây cẩm thạch tím tuyết, nhưng mà cái bo nó thì nó hơi yếu, nó nằm ở dưới nó hơi yếu nên là con cũng không tính vô luôn ha. Hình như là 6 màu đi ha. Rồi cái này có hoành là 15 và chiều cao là 75 cm tính từ mặt chậu nha cả nhà. Mã số 18, 6 màu cẩm thạch, 260k bao ship cho cả nhà luôn nha. 260k bao ship luôn, rất là đẹp luôn nha. Rồi rồi con tiếp tục đến mã số 19. Mã số 19 thì cây này cũng có đó chính là 5 giống cẩm thạch nha cả nhà ơi. 5 giống cẩm thạch. Giống đầu tiên có đó chính là cẩm thạch cam kép. Mẫu 2 đó chính là cẩm thạch hồng kép nha cả nhà. Mẫu 3 thì cũng có đó chính là cẩm thạch phọt musa nè cả nhà. Mẫu thứ 4 thì cũng có là cẩm thạch Milo Batis. Và màu thứ 5 thì đây là cẩm thạch đỏ lửa nha cả nhà. Cẩm thạch đỏ lửa ha. Rồi, như là 5 giống cẩm thạch nha cả nhà. Đây còn đây thì là cẩm thạch phọt musa kim cương, đột biến là lá kim cương nè cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Đó. Rồi thì cây mã số 19 này, 5 giống cẩm thạch một rễ rất là đẹp luôn. Mã số
19, có hoành là 14 và chiều cao là 60 cm tính từ mặt chậu nha. Rồi 250k bao ship cho cả nhà luôn nha. Rồi số 19 250k bao ship luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi. Tiếp tục đến mã số 20. Mã số 20 thì cây này của con cũng có, đó chính là năm giống cẩm thạch luôn. Năm giống cẩm thạch bao gồm giống như sau. Giống đầu tiên là cẩm thạch cam cầu vồng. Giống thứ hai thì cũng có, đó chính là đây, cẩm thạch bình bát. Và giống thứ ba thì là cẩm thạch tím Huế nha cả nhà. Đây cẩm thạch tím Huế. Giống thứ tư thì cũng có, đó chính là cẩm thạch này, là cẩm thạch đỏ lửa nè cả nhà. Và giống thứ năm thì cũng có là cẩm thạch kim cương Mã Lai. Rồi và giống thứ sáu là cẩm thạch cam lửa nè cả nhà. Đó, thì cái bình bát này cái bò nó hơi yếu ha, còn chỉ tính 5 màu thôi nha cả nhà ơi. Đó. Tím siêu bông. Tím siêu bông nãy cũng có nói rồi nè. Tím tím Huế. Rồi, cây mã số 20 thì cái dáng nó hơi bay nè cả nhà. Đó, nó hơi bay ra ha. Thì cây này cũng rất là đẹp luôn. Có hoành là 15 và chiều cao là 60 cm tính từ một chậu nha. Rồi năm giống cẩm thạch 260k bao ship cho cả nhà luôn nha. 260k bao ship luôn. Đó, rất đẹp luôn nha cả nhà. Dáng bay ha. Rồi. Rồi tiếp tục đến mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay luôn nha cả nhà ơi. Mã số 21. Mã số 21 là mã số cuối cùng trong ngày hôm nay của con luôn. Thì cái này cũng có, nó chính là bốn giống cẩm thạch luôn ha. Giống đầu tiên là cẩm thạch tím Huế nè. Hay gọi là cẩm thạch tím siêu bông. Giống thứ hai thì cũng có, đó chính là cẩm thạch tím lụa nha cả nhà ơi. Và giống thứ ba thì là cẩm thạch tím tuyết. Và giống thứ tư là cẩm thạch trắng nha cả nhà. Và bốn giống ha, bốn giống cẩm thạch nha. Rất đẹp luôn, bộ đế cái này cũng rất là ok luôn nha cả nhà. Rồi thì cái này cũng có hoành là 14 và chiều cao là 60 cm từ một chậu nha. Rồi 230k bao ship cho cả nhà luôn. 230k bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Mã số 21. Rồi thì video clip đến đây của con đến đây kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn tất cả cả nhà đã xem hết clip ha. Rồi chúc cả nhà có một buổi thật là buổi xem thật là vui vẻ ha.